动点中哎。tổng cộng là có 6 này thôi. Tổng cộng là 6 12 cái. Có nghĩa là 2 suất này bằng nhau. Thế suất này là suất gì? Có suất này là cũng giống suất quality với cả 6 miếng này. Tức là 3 suất đấy, 3 suất là 3 cái này. Còn suất này là 3 miếng này. 3 miếng này với cả 5 miếng này nữa. Tức là ai cũng ăn cái này đúng không? Thế là tổng cộng là 3 suất đây như thế. Đúng rồi. Ai người gọi? Ai là người gọi? Em. Thế là hỏi cho ba đĩa nhá, có phải là đĩa nào cũng có cái này không? Không, có hai đĩa có thôi. Ba đĩa. Thôi. Không, tại vì nó phải đố vui thôi. Nhưng mà tại sao là à? Thì anh đang hỏi để anh giải thích lại. Thế tại sao có thế mà mọi người trả lời lệnh? Thì làm sao trả nó tính tiền đúng được? Cả ba đĩa đúng rồi. Thế cái đĩa, cái miếng này bao nhiêu? Nó là cái gì? Anh chưa biết mọi người như thế nào. Đây này, anh giải thích này. Anh theo anh nhìn ấy thì nó nói là sáu cái cục này ở đây, sáu cái cục này ở đây, sáu cục này ở đây. Mỗi có mà anh gọi ăn xong lại quên tiêu lại kiểm tra camera. Này, 3 miếng này đặt đây, 5 miếng khoai tây đặt đây và 5 miếng